Thôi cho anh em ha, nay lên một siêu phẩm cho anh em xài gia đình ha. Con này thì anh em khai thác cũng rất là ok luôn anh em, nằm ở tới 40 ly lần anh em. Con này là Huvena thì điển ha, xịn thì điển 100%, hàng Hu 40 ha. Bữa này chắc chiều anh em bật đèn quay anh em chi tiết cho anh em xem. Làm này 5 tắc ha, xích thì mới luôn, làm mới luôn. Cái bộ lâm sơn này với con máy này anh em cắt cực kỳ phơi nha, anh em xài gia đình thì khỏi phải nói nha. Đây tem của nó đây nè, thông số đây, Huvena 40 2420109, made in Sweden ha. Máy đẹp, em bao đẹp là trên 95% nha, gần như máy mới luôn á, cực kỳ đẹp, siêu đẹp. Con này Hu thì điển xịn nha. Về em chỉ lấy dầu rửa ra thôi anh em, chứ chưa đụng chạm gì hết ha. Đổ xăng là chạy luôn, ngon luôn nha, hai ốc chân lam luôn. Rồi con này em bán 2.800.000 nha anh em, bảo hành động cơ cho anh em là 6 tháng ha. Quá đẹp, xuất sắc luôn anh em. Mà đời này chạy rất là đã anh em, rất là nhảy nổ luôn, chạy rất là phơi, rất là bền luôn. Anh em nghe tiếng máy ha, em tay không cơ xích nha anh em. Rồi đặc biệt cái đời này là nó sử dụng chế quanh bô anh em, quanh bờ gồ á, cực kỳ tiết kiệm xăng với nhảy nổ nha. Anh em cần liên hệ em ha. Con này em mới rửa luôn, mới rửa bằng dầu rồi thôi anh em, không bị xịt bóng xịt yết gì hết ha, nguyên si nguyên gin hết. Còn anh em cần hàng mà xài gia đình ngon khai thác được á, thì alo em, dầu này 40 ly tầm trung anh em, con này 2.800.000. Anh em cần liên hệ em ha.